Vân Trang xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhỏ To Cùng Mẹ. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng trà hạt chia Fuse Tea, một sản phẩm của công ty Coca-Cola. Và chắc chắn là ngày hôm nay không phải chỉ một mình Vân Trang không đâu, mà còn có một người bạn đồng hành rất là quan trọng trong suốt thời gian vừa qua với Vân Trang, đó chính là chị Trang Hạ. Ôi trời, mới nhắc cái là tới liền. Xin chào Vân Trang, xin chào các bạn khán giả thân yêu. Ôi hôm nay em thấy chị với một phong cách thời trang rất là khác. Mà sao chị tới trễ vậy, nãy hứa với em tới sớm mà. Thực ra thì hôm nay chị Trang Hạ buổi sáng là có một giải chạy với người khiếm thị. Và chị Trang Hạ buộc tay với một bạn khiếm thị để dắt bạn ý chạy ở trên phố. Bạn có thể là tàn tật, bạn có thể là thiếu mất một tay hoặc một chân, bạn có thể là mù, nhưng bạn vẫn mong muốn được hòa nhập đến cuộc sống này. Đó là cái lý do mà chúng ta cùng ra, chúng ta chơi thể thao, nghĩa là chúng ta hòa nhập với xã hội. Và chị Trang Hạ chỉ là một người cùng mà giúp bạn làm được điều đó. Wow, em nghe chị chia sẻ xong em cảm thấy mặc cảm bản thân quá. Không có lý do gì mà mình phải lười vận động hết, đúng không chị? Đến nỗi mà những người không có may mắn như mình mà họ còn có khao khát muốn vận động, muốn hòa vào thiên nhiên thì cớ gì mà mình cứ phải ngồi một chỗ. Và ngày hôm nay em cũng mời đến chương trình mình một vị khách mời rất là đặc biệt. Cô ấy rất là ham vận động, yêu thích thể thao nữa, rất là giống chị Trang Hạ. Đó chính là chị Phương Trinh Jolie. Trước khi trò chuyện thì bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục rất là quen thuộc của chương trình. Theo nghiên cứu khoa học gần đây được đăng tải trên tạp chí y khoa The Lancet của Anh, có khoảng 1/3 số người trưởng thành trên khắp thế giới bị mắc bệnh lười vận động. Cái bệnh này là bệnh chung á. Em thấy là người trẻ nào cũng mắc hết gì à. Và Việt Nam được xếp vào nhóm 10 nước lười vận động nhất trên thế giới. Chỉ có khoảng 15,3% số người dân tập thể dục nhiều hơn 30 phút mỗi ngày thôi. Một thực trạng rất là đáng buồn hiện nay. Đó chính là lý do mà thể trạng của người Việt Nam so với bạn bè của quốc tế thì không bằng chút nào. Đã mình vừa thấp nè, rồi cân nặng cũng không có bằng nữa, mà bây giờ đến sức khỏe cũng như là thể lực, sức bền cũng không bằng luôn. Thực ra theo một cái con số thống kê khác á, là người Việt Nam ý, khi mà mua thẻ vào phòng gym á, thì thực ra mình lại tập nhiều nhất trên thế giới. Nghĩa là ít nhất mỗi một cái người mà mua thẻ vào phòng gym á, thì mình sẽ tập khoảng độ 3 lần cho đến 5 lần trong một tuần. Đấy là cái tỷ lệ cực kỳ cao, nếu so với người Mỹ hoặc châu Âu chỉ có tối đa là 1,5 lần trong một tuần. Với thời tiết nắng nóng ở Việt Nam mình thì em nói thiệt là em cũng bị lười, chứ huống chi là những người mà suốt ngày ngồi trong văn phòng vì tính chất công việc đã phải ngồi rồi, thì thành ra là có thể hiểu được cái điều đó. Tuy nhiên thì mình không có thể nào mà diện được cái lý do đó để mình cổ suý cho cái việc lười vận động của mình. Và có một lý do nữa là khi mà phụ nữ lười vận động là bởi vì họ đẹp. Họ đẹp trên đôi giày cao gót. Khi mà bạn đi giày cao gót thì bạn không thể bước quá 500 bước một ngày, chứ đừng nói đến 600. Và đi giày cao gót cũng có thể là ảnh hưởng tới xương cột sống của bạn, cũng như là ảnh hưởng đến tình trạng là căng thẳng trong đầu óc. Bây giờ em sẽ mời đến đây một vị khách mời nữa để ba chị em mình cùng nói chuyện với nhau thì nó sẽ sinh động hơn chị nha. Xin mời Phương Trinh Jolie. Xin chào Vân Trang. Xin chào, được gặp lại rồi. Sức là mảnh khảnh. Ta lại gặp nhau. Hôm nay là hết stress rồi, tươi liền vô cái là tươi liền. Tươi thì sao chị? Cũng ly. Cũng ly trà. Cũng ly trước xong rồi là chơi game. Lại được chơi. Mới vô là chơi game liền luôn đó. Tới chương trình ngày hôm nay là chỉ được chơi thôi. Chị Trang Hạ có nói là chị Trang Hạ sẽ cho Julie Phương Trinh chơi đó, mà không biết chơi cái gì đó chị. Các cái chất vấn của Vân Trang từ nãy đến giờ về việc chị chơi thể thao, chị chơi môn gì, chị chơi được bao lâu, vân vân, thì chị sẽ đố Vân Trang và Phương Trinh Jolie xem là chị đang diễn tả môn thể thao nào. Quá dễ. Một. Làm cho chị Trang Hạ đứng lên là Vân Trang thích lắm. Hình dung trước mặt chị là chị đang ủ quần áo. Đang cầm bàn ủi á. Cũng đúng chứ. Bàn ủi hơi á, bàn ủi hơi á. Đúng rồi. Mà cái áo nó hơi cao, máng hơi cao. Ủi quần áo là một môn thể thao. Thì có rất nhiều người phụ nữ Việt Nam đang chơi môn thể thao đó hàng ngày ở nhà, mỗi ngày 30 phút. Và em sẽ ủi được nguyên cả một tủ đồ của một gia đình 5 người. Nhưng họ sẽ vừa chơi môn thể thao đó vừa cảm thấy vất vả, buồn bã. Còn chị Trang Hạ thì đang dậy rất vui vẻ và thoải mái, giải phóng hoàn toàn năng lượng của cơ thể. Tụi em đùa vậy thôi. Đúng. Nhìn rồi. Là biết rồi. Quyền anh boxing. Nếu như là em vào trong phòng tập bị thì em sẽ thấy là không phải là chỉ có kích fit, boxing, kickboxing, mà có rất là nhiều những cái bài tập mới được dành cho dân văn phòng để bạn giải tỏa năng lượng và stress dựa trên tất cả các yếu tố của quyền anh. Một câu đố khó hơn. Có một môn thể thao nào đó mà bạn buộc phải dùng cả tay, hai tay, dùng cả chân,
dùng hai chân và dùng cả lực của người để gì? Cái trò chơi này không lẽ mình quay lại thời tiền sử hái lượm hả? Chị đi hái trái hả? Có thể là trên một cái mặt phẳng nha, nhưng mà cũng có thể là một nơi rất là treo leo và đầy sợ hãi. Nhưng mà người chơi thể thao đó được gọi là chơi thể thao mạo hiểm. Cái môn đó là môn leo tường. Đúng không? Leo vách núi. Bạn có thể là leo vách núi đá, dạ. Bạn có thể là ra Hạ Long. Trong lúc mọi người đang mải mê ăn hải sản thì chuyến đi của bạn là bạn có thể đến bãi Utipex, bãi Nam Cát, ra cái bãi Ngọc Trai, và sau đó là bạn leo lên vách đá, nơi mà không có nhiều người Việt Nam leo. Và chị Trang Hạ nhớ là khi mà chị Trang Hạ thuê cái nhóm leo núi của Asia Outdoor đi á, thì họ nói với chị là tại sao chị biết đến chúng tôi? Chúng tôi vào Việt Nam kinh doanh 10 năm rồi, nhưng chị là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên thuê chúng tôi để làm dịch vụ là leo lên trên vách đá. Thứ nhất là nó nguy hiểm, thứ hai là nó khá là đắt, và thứ ba nữa là rất nhiều người Việt Nam phải là Việt Kiều, Tây Ba Lô hoặc là đã ở nước ngoài vào đây sinh sống lâu thì mới chơi môn thể thao không, đó. Không, chị nói đúng, tại vì văn hóa thể thao của người Việt mình nó chưa có rộng rãi, và những môn thể thao nguy hiểm người Việt Nam mình chưa đủ sức và chưa đủ cái độ chuyên môn để mà chơi những môn thể thao đó. Thứ hai là cái dịch vụ để mà người ta cấp cứu mình khi mà mình gặp một cái vấn đề gì đó thì ở ngoài nó cũng nhiều. Khó hơn. Đó cho nên là nãy lúc mà chị nói em, hả, chị là người phụ nữ đầu tiên leo hả, em ngưỡng mộ chị quá. Môn thứ ba thì môn này sẽ lúc nãy mình lên núi rồi giờ mình xuống biển. Thôi xuống hồ đi, chị Trang Hạ cũng gợi ý luôn nhá. Rồi. Là một môn nào đó mà bạn sẽ buộc phải đứng thật vững. Thôi. Bơi. Bạn sẽ phải đứng thật vững. Nhất một thứ gì đó. Và khi đã có thể đứng vững được rồi thì bạn có thể là tiến tới. Ôi trời, sao giống bắn cung vậy? Nhưng mà chị xuống hồ thì chỉ có bắt ốc thôi chứ làm cái gì. Thôi cái này khó quá em thua chị cái ơi. Cái này nó gọi là mofay.com này. Các bạn mà lên fanpage của Trang Hạ, các bạn sẽ thấy là cả ảnh đại diện lẫn cái ảnh cover photo đều là chị Trang Hạ đang lướt ván buồm. Lướt ván buồm là một môn thể thao mà mới được du nhập vào Việt Nam vài năm nay. Và cái ván buồm mà chị Trang Hạ chơi là do đại sứ Đan Mạch mang vào và đặt ở cái Flamingo Đại Lải. Ngoài ra ở Việt Nam thì các bạn có thể chơi nó ở Nha Trang, ở Đà Nẵng, ở Vũng Tàu, ở một số resort ven biển, ở Hạ Long, ở Hồ Tây cũng có. Thế nhưng mà nó không dành cho những người mà không biết bơi. Vân Trang chia sẻ với mọi người, chắc hẳn là mọi người chưa biết đâu, chị Trang Hạ ngoài là một nhà văn, chị ấy còn là một vận động viên marathon chuyên nghiệp luôn. Còn mọi người biết người ngồi kế bên Vân Trang đây, Phương Trinh Jolie, vừa là một ca sĩ, vừa là một diễn viên, rất là xinh đẹp. Cô ấy còn chơi thể thao rất là giỏi và bộ môn cô ấy rất là đam mê đó chính là yoga. Bây giờ xin hỏi Phương Trinh yêu thích cái bộ môn này và đã tập luyện bao lâu rồi? Môn yoga nó chỉ mới có rộng rãi trong Việt Nam mình khoảng tầm 7-8 năm trở lại đây thôi. Nhưng mà gần nhất là mọi người biết tới yoga và tập nhiều hơn là khoảng 3 năm nay thôi. Và em biết tới yoga cách đây 4 năm. Và từ 4 năm tới đó tới giờ là mỗi ngày mình biết thêm một chút xíu, rồi mình đam mê nó hơn một chút xíu, và mình thấy được những công dụng của nó hơn một chút xíu với cơ thể của mình, với tâm trí của mình và với sức khỏe của mình. Khi mà tập yoga nó giống như là con dao hai lưỡi. Nếu như mà mình tập mà mình không có biết được giống như là ABC, mình phải biết bảng chữ cái, mình phải biết cộng trừ nhân chia, rồi mình mới gáp chữ vô để thành một chữ cái, hoặc là mình mới cộng trừ thành một cái phép toán. Nhưng nếu như mà mình chưa có rõ cái nền tảng đó mà mình đã làm những động tác khó rồi thì sẽ bị chấn thương. Thì chị Trang cũng là dân thể thao, có nghĩa là chưa học bò thì chớ lo học chạy, đúng không? Rồi. Phải là học từ từ, phải có cái căn bản nền ban đầu. Nói cho cùng á thì chúng ta khắp nơi chúng ta đều nhìn thấy những cái người mà ỉ lại vào xe máy, lười vận động, và thậm chí là có những người á mà cả đời không hề đi bơi lần nào, không hề chạy bộ lần nào, thậm chí là cũng không có đi bộ thể thao lần nào cả, và họ vẫn cảm thấy là rất là vui vẻ trong đời sống. Còn mình thì cảm thấy lo âu bởi vì nó dẫn tới một xã hội lười vận động. Nhưng mà đúng là em thấy trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì có rất là nhiều lý do để mình lười vận động. Đúng, lý do lười vận động ở trên trong những ngày mà mình bỏ tập yoga, mình bỏ tập thể thao là gì? Hôm nay mình đã làm quá mệt rồi. Thôi mình để cơ thể mình nghỉ ngơi đi. Mình bận quá rồi, thôi hôm nay không có thời gian để mình tập nữa. Đó là lý do của những người bận rộn. Còn một lý do nữa là họ luôn luôn nghĩ trong đầu rằng là ngày mai mình sẽ dậy sớm, ngày mai mình sẽ tập thể dục. Thì ngày hôm nay trong chương trình này thì Julie Phương Trinh cũng như là chị có thể chia sẻ được những cái nguy cơ tiềm ẩn mà những cái người bị lười vận động họ sẽ phải gặp không? Thứ nhất, rất dễ thấy béo phì, bụng bự, tăng cân, không ốm được. Mà phụ nữ đã không ốm thì cũng không đẹp. Rồi cái tìm cách phải giảm cân bằng mọi cách.
rồi uống stress, thuốc, uống thuốc giảm cân rồi bị ngộ độc. Cái nguy cơ thứ hai á là rất nhiều phụ nữ ở văn phòng họ sẽ lười vận động bởi vì họ có lý do để làm điều đó. Họ ngồi suốt ngày ở trong máy tính và không chỉ là cái cơ thể trở nên mệt mỏi mà kể cả cái thân sắc và tinh thần cũng bị lão hóa, già hơn cả cái tuổi thật của họ nữa. Và cái việc mà đi bộ ít á khiến tới là nó trở thành là một cái thói quen, bởi vì họ sẽ có cả một gia đình lười vận động chứ không phải là một người phụ nữ lười vận động. Nhưng mà cả gia đình lười vận động thì rất là nguy hiểm, bởi vì nếu mà mình tập cho con em của mình có cái thói quen lười vận động luôn thì chắc chắn thứ nhất trẻ sẽ không cao. Phải vận động thì những cái khớp xương như thế này nó mới có cái cơ hội để nó hoạt động và nó sẽ cao lên. Còn lười vận động là chắc chắn là dân số của mình nó sẽ bị lùng hoài. Còn một cái nguy cơ thứ ba nữa thì thực ra nó nằm ở trong cái nhóm mẹ bỉm sữa. Có lý do là chúng ta quá bận rộn cho nên là không vận động. Một bước là sẽ đi lên trên ô tô hoặc là xe máy. Và đó là cái lý do mà nó khiến cho là dễ bị trầm cảm, dễ bị stress. Thậm chí là dẫn tới là những cái phản ứng rất là tiêu cực. Ví dụ chúng ta sẽ nóng nảy, chúng ta sẽ bất mãn về cái cuộc sống này. Nhưng mà em thấy một điều rất là hay, một hai lần em cũng đã thử chạy bộ. Mình chạy mình mệt quá nhưng mà phải ráng chạy qua cái này. Mình cảm thấy là mình vượt qua cái bản thân của mình rồi. Mình về mặc dù là mệt về thể xác, tuy nhiên thì tinh thần nó lại rất là thoải mái, rất là minh mẫn, là tại vì mình đã làm được một cái việc mà mình quyết tâm mình đã làm được. Thành ra là chắc chắn là trong cuộc sống của mình nó cũng sẽ tươi đẹp như vậy thôi. Cái gì cố gắng cũng sẽ làm được hết. Vân Trang có một cái câu nói như thế này cũng rất là hay. Đó chính là nếu như mà mình muốn á thì mình sẽ tìm cách, còn không muốn thì mình sẽ tìm lý do. Bây giờ đối với những người lười vận động mà muốn cho họ siêng năng vận động lên thì có những cái lý do như thế nào để giúp cho họ hay không? Nếu như là tuổi trẻ của bạn rất là bận rộn kiếm tiền thì tuổi già của bạn sẽ có thời gian để nằm viện. Bạn muốn sống lâu, mạnh khỏe, kéo dài tuổi thanh xuân, thậm chí là không trở thành gánh nặng cho người thân và gia đình, thì bạn buộc phải duy trì thói quen vận động từ khi bạn còn rất là trẻ. Còn Trinh thì Trinh nghĩ là khi mà tập thể thao thì nó về vấn đề tinh thần. Giống như lúc nãy giờ mình nói, những cái cơn stress, những cái lo âu, những cái mệt mỏi, thì sau khi mà như lúc Vân Trang chia sẻ, mình chạy bộ một cái, mình cảm thấy là hôm nay mình đã vượt qua bản thân của mình rồi, mình làm thêm được một cái việc mà mình cảm thấy là mình có thể làm được một cái điều mà lúc giờ mình chưa bao giờ mình thử làm. Rồi cái ngày mai mình lại chạy nhiều hơn hôm qua một chút xíu nữa. Thì Trinh nghĩ đó là mình chiến thắng được bản thân và làm cho cái tinh thần của mình khỏe khoắn hơn. Trinh thấy hiện tại bây giờ có rất là nhiều các bạn trẻ thì thích sexy dance hay là nhảy những cái điệu Zumba gì đó, vừa vận động cơ thể mà vừa làm cho mình đỡ căng thẳng sau những cái giờ làm việc. Vậy là học xong một khóa ra là mình cũng có tài lẻ luôn. Đúng rồi, là nhảy được luôn. Cơ thể rất là dẻo dai và uyển chuyển nữa. Trang thấy cái này hay nè. Mình có thêm một cái sự giao lưu với những bạn bè và có thêm mối quan hệ bên ngoài nữa. Trang nghĩ là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị và các bạn cũng sẽ lựa chọn cho mình được một bộ môn thể thao mà mình yêu thích, có thể hòa được vào cái bộ môn thể thao đó để chúng ta không phải lười vận động. Và quý vị hãy nhớ nha, có thể chia sẻ những cái thông tin, những cái kiến thức của mình, làm cách nào để giúp chúng ta không phải lười vận động về trên fanpage của chương trình Nhỏ To Cùng Mẹ. Xin cảm ơn Phương Trinh ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình mình. Và chắc chắn là chúng ta cũng phải gửi lời cảm ơn đặc biệt đến nhãn hàng trà hạt chia Fuse Tea, một sản phẩm của công ty Coca-Cola đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Vân Trang xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần sau trong khung giờ phát sóng rất là quen thuộc, đó chính là 10:45 sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.